Bamboo Vina là thương hiệu chuyên sản xuất các sản phẩm vật dụng thiết yếu hàng ngày như đồ gia dụng, bàn ghế, xe đạp, từ tre luồng thay thế đồ gỗ, đồ nhựa. Là một trong những doanh nghiệp có nhiều sản phẩm OCOP nhất tỉnh Thanh Hóa, với 5 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, Bamboo Vina luôn là lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng Việt. Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chuyên mục review sản phẩm OCOP của báo Thanh Hóa sẽ đưa quý vị đến thăm xưởng sản xuất của thương hiệu Bamboo Vina để khám phá xem những vật dụng từ tre luồng đạt OCOP 4 sao thì sẽ có chất lượng khác biệt như thế nào nhé. Bộ dụng cụ nhà bếp, ghế thư giãn cao cấp, hộp tre đựng bánh kẹo Tết, bộ bàn ghế tre gấp gọn và xe đạp Bamboo Vina là những sản phẩm nổi bật đạt OCOP 4 sao của Bamboo Vina. Những sản phẩm này được sản xuất hoàn toàn bằng tre luồng, được nhập từ chính vùng nguyên liệu ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, nhiều nhất là ở các huyện Quan Sơn, Lang Chánh. Tất cả các sản phẩm ở đây đều được sản xuất với quy trình khép kín, công nghệ sản xuất tiên tiến, đạt các tiêu chuẩn về đặc tính kỹ thuật, không gây ô nhiễm, thân thiện với môi trường. Anh có thể giới thiệu cho em biết được là những cái sản phẩm OCOP của mình đạt 4 sao và 3 sao ấy, thì nó có khác biệt gì so với những sản phẩm ngoài thị trường không ạ? So với sản phẩm khác ở trên thị trường thì sản phẩm OCOP của nhà máy đặc trưng bởi vì nó được chế biến 100% từ nguyên liệu cây tre của địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài được sử dụng từ cây tre thì những cái thành phần phụ như là sơn và keo đều là sử dụng những cái sản phẩm đã an toàn cho sức khỏe người sử dụng, chẳng hạn như là cái sơn là sử dụng sơn gốc nước chứ không phải sơn gốc dầu như các sản phẩm PU truyền thống, nên là không ảnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Còn cái keo từ nhà máy nhập từ Nhật Bản về nó không có aldehyde, đều 100% là tiêu chuẩn E0, có thể xuất khẩu vào thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Vậy thì mục đích mà khi mà công ty của mình ấy sản xuất ra những cái sản phẩm mà có chất lượng cao như thế là để làm gì ạ? Khi thấy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có rất nhiều nguyên liệu tre nhưng mà chỉ sản xuất ra những cái sản phẩm sơ chế như đũa và giấy vàng mã giá trị thấp, không có tác dụng lắm cho cuộc sống hàng ngày, thì công ty là tìm ra và học hỏi sản xuất ra sản phẩm tre ghép thanh thì phục vụ cho cuộc sống, là tăng cường sức khỏe người sử dụng và không phá hoại môi trường rừng và tạo ra giá trị chế biến sâu có thể xuất đi các nước trên thế giới để mang nguồn ngoại tệ về cho quốc gia. Hiện nay, các sản phẩm thân thiện với môi trường từ tre luồng vốn có nhiều ưu điểm như dẻo dai, bền, không mối mọt, với mẫu mã đa dạng, giá thành phải chăng, không chỉ hứa hẹn sẽ góp phần hạn chế được việc sử dụng đồ gỗ, giảm thiểu đồ dùng nhựa, mà còn góp phần tạo nên một phong cách sống xanh, hướng tới những giá trị bền vững. Ngoài 5 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, thì Bamboo Vina còn có một số sản phẩm khác đạt OCOP 3 sao, và hướng tới sẽ còn nhiều sản phẩm hơn nữa đạt chứng nhận OCOP. Vì thế, Bamboo Vina không chỉ thu hút lượng lớn người tiêu dùng, mà thương hiệu này còn là đối tác thân thiết của một số siêu thị, chung cư và hệ thống cà phê Highland toàn quốc. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu các sản phẩm của Bamboo Vina trên website bambugreen.vn hoặc trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. OCOP không chỉ là bảo chứng về chất lượng sản phẩm, mà qua đó còn thể hiện những đặc sắc địa phương tác động trực tiếp đến sự phát triển của người dân và xã hội. Vì vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn Bamboo Vina vẫn luôn không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng được quy định của chương trình OCOP, cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và phát huy nâng cao giá trị, đưa tre luồng Việt Nam vươn xa ra thế giới. Chuyên mục review sản phẩm OCOP của báo Thanh Hóa xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.